phẩm sau khi hoàn thiện Indican nó như thế này ha. Anh em thích con gì hay là thích logo như thế nào thì anh em dán cũng như là làm mới là con xe của mình ha. Rồi ở đây thêm một chi tiết nữa là anh em đây đó, cái chữ thắt anh em để dưới lườn, ốp lườn hai bên ha. Ý kiến các bạn như thế nào thì các bạn để lại comment phía dưới giùm mình sau khi mình dán lại cách điệu để đón năm mới 2022. Ôi, hello anh em mọi miền tổ quốc nha, rảnh rỗi xin ông nội. Cái việc khó nhất của những cái ngày nghỉ là kiếm việc gì đó để làm, lắp vào khoảng thời gian mà mình nhàn rỗi. Thì trước mặt anh em đó là cái logo chữ SH với lại cái dòng chữ Thầy Trọng TV với Thầy Trọng Vlog kèm với một cái logo của YouTube. Thì cái này hoàn toàn là mình thiết kế nha anh em. Thì những cái này á, anh em đi ra các cái tiệm mà có decal, bảng hiệu hộp đèn á, anh em nhờ người ta lấy những cái mẫu logo ở trên Google á, anh em tải cái logo SH và những cái dòng chữ mà anh em yêu thích cũng như là những cái gì mà anh em cảm thấy anh em cần để in ra đó, anh em kêu người ta làm thì người ta sẽ tính cái tiền công là đâu đó mấy chục ngàn cộng với cái tiền in. Thì anh em biết là cái này là cái decal ha, cái decal, và người ta in ra xong đó người ta sẽ gọi là gì, người ta sẽ cán một lớp lụa cho anh em. Thì chỗ nào không có lụa thì chỉ là decal bình thường cũng được nha. Cái này là lụa này nè, lụa là cán cái màng này nè, cán thêm cái màng này nè đó. Vậy thì cái chi phí mà để làm cái này thì nó dưới 100 ngàn nha, dưới 100 ngàn, nhưng mà anh em được nhiều lắm. Đó, anh em được rất là nhiều luôn, anh em được tới gần mấy chục miếng như thế này đó, đây nữa, nhiều lắm anh em ơi, đó rất là nhiều. Rồi mình lấy về rồi mình sẽ dùng kéo để mình cắt tỉa. Ví dụ anh em in con đại bàng, con rồng, con phượng hay là in những cái dòng chữ gì đó anh em yêu thích, hoặc là in những cái họa tiết hoa văn gì đó, sau đó anh em dán lên chiếc xe của mình. Ví dụ chiếc xe màu trắng thì anh em in cái background á, background, cái phông nền màu trắng. Hoặc là anh em xe màu đen thì anh em in màu đen ha, hoặc là xe màu bạc thì anh em in màu bạc. Ví dụ vậy ha. Rồi sau đó anh em về anh em cắt tỉa. Sau khi trải qua quá trình cắt tỉa thì anh em ướm lên thử chiếc xe của mình coi nó đẹp hay không. Và bây giờ mình sẽ ướm lên thử ha. Ví dụ như chiếc xe ha. Đó. Thì một chiếc xe mà anh em chạy lâu năm thì anh em cũng cảm thấy cảm giác như nhàm chán. Để làm mới lại cho con xe của mình thì anh em thường anh em ra các cái tiệm để anh em mua các cái mẫu, hoặc là kêu người ta sơn lại, hoặc là như thế nào đó, dán lên như vậy nó cũng là một điều rất là vui đó đó. Hoặc là anh em có thể để ở đâu đó một cái góc nào đó. Rồi, chữ SH này anh em có thể để dưới lườn này nè đó. Một chút xíu nữa mình sẽ cắt tỉa và mình sẽ dán lên sản phẩm hoàn chỉnh để cho anh em xem ha. Và đây là tác phẩm phía trước mặt của các bạn, đó là cái phần ốp đầu. Thì mình đã cách điệu cái chữ SH dán dọc bên và luôn cả cái kênh của mình. Ý kiến các bạn như thế nào thì các bạn để lại comment phía dưới giùm mình sau khi mình dán lại cách điệu để đón năm mới 2022, cũng như là để quảng cáo luôn. Anh em thích con gì hay là thích logo như thế nào thì anh em dán và để lên trên xe của mình. Đó cũng là một cái hơi hướng mới cũng như là làm mới là con xe của mình ha. Rồi ở đây thêm một chi tiết nữa là anh em đây đó, cái chữ thắt anh em để dưới lườn, ốp lườn hai bên ha. Đó, anh em thấy là ốp lườn vậy, anh em thấy chạy trên phố anh em thấy nó có nổi bật lên không đó. Anh em gác chân lên trên chỗ gác chân rồi anh em chạy lướt trên tung tăng trên phố vậy, anh em có thấy đẹp không? Phía bên này nữa nè anh em, đằng này đằng trước nha, bên này cũng một cặp đây đó. Anh em thấy sao? Anh em để lại comment giùm mình ha.